Xin chào tất cả các anh em yêu mai vàng ha. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích cho một số anh em đã đặt câu hỏi qua Zalo cũng như là đặt câu hỏi trong cái comment ở các video đó. Thì anh em hỏi là cái mai giáo là sao, chúng ta hiểu từ mai giáo như thế nào. Thì hôm nay tôi cũng sẽ giải thích cho anh em hiểu là cây mai phôi ha, hay còn gọi là gốc phôi đó. Thì một số anh em đã thắc mắc ha, tôi sẽ giải thích cho anh em hiểu. Tiếp theo nữa là tôi sẽ giải thích cho anh em hiểu ha, thế nào là cây mai gốc nhớt ha, gốc nhớt đó. Gốc nhớt là như thế nào, chúng ta hiểu như thế nào ha. Và gốc bứng ha, giữa gốc nhớt và gốc bứng à, sao gọi là gốc bứng à, chúng ta phân biệt giữa gốc nhớt và gốc bứng nó như nó khác biệt chỗ nào à, và cây gốc nhớt và gốc bứng thì cái gốc nào nó sẽ khỏe hơn à, thì tôi sẽ cụ thể từng nội dung phân tích cho anh em hiểu ha. Rồi có thắc mắc gì có những cái ý kiến gì nó hay hơn thì các anh em cứ comment bên dưới ha, để chúng ta góp ý để những anh em yêu thích cây mai có thể hiểu rõ hơn về các cụm từ ha. Đầu tiên tôi sẽ phân tích cây mai giảo ha. Một câu hỏi rất hay của một số anh em đã có hỏi, thì đây là một cái thắc mắc rất là trước chi là hay ha. Thì trước đây thì tôi cũng đã thắc mắc về cái từ mai giảo sao được gọi là mai giảo, thì cũng được các bậc tiền bối giải thích ha, bậc tiền bối, các nghệ nhân lâu năm thì người ta cũng giải thích về cái từ mai giảo ha. Thì từ mai giảo thì chúng ta nhấn mạnh ở từ giảo ha. Từ giảo thì theo cái sự giải thích của các bậc tiền bối á, giải thích từ giảo theo từ Hán Nôm ha. Hán Nôm đó là từ quyến rũ ha, quyến rũ rồi duyên dáng, nói chung nó đặc biệt ha, đặc biệt. Thì ngày xưa xa xưa á, thì chúng ta chỉ có mai truyền thống á, mai năm cánh ha. Năm cánh gồm có mai châu nè, mai xẻ nè, rồi mai năm cánh tròn nè, năm cánh nhọn nè, vân vân. Thì nó có cũng rất nhiều cái giống mai năm cánh truyền thống ha. Đấy, đó là một thời gian là những người mà yêu thích hoa đó, họ thấy hoa đẹp bắt đầu họ về đem về họ trồng thành những khu tập trung ha, những khu tập trung. Đó, thì dẫn đến nó bị lai tạo và nó đột biến thì nó cho ra những cái cây mai nó có hoa đẹp, hoa duyên dáng, hoa đặc biệt hơn, tức là hoa 8 cánh rồi 9 cánh rồi 10, 12 cánh vân vân. Từ cái chỗ đó thì họ mới đặt là mai giảo ha, nó cải biến hơn là nó duyên dáng hơn đó, nó đặc biệt hơn đó, thì họ đặt tên là mai giảo đó. Và về sau này á thì các cái đặc trưng của những cái giống mai đó nó lai tạo, nó đột biến tự nhiên thì được đặt tên cho các cái vùng miền. Ví dụ mai giảo Thủ Đức anh em ha, giảo Thủ Đức thì nó được lai tạo từ cái khu vực mang tên cái địa danh ha. Rồi mai giảo Bến Tre, mai giảo Phú Tân vân vân. Thì và sau này xuất hiện những cái giống mai mới, sau này sẽ có một số cái giống được đặt tên chính cái nghệ nhân ha, chính cái nghệ nhân mà lai tạo ra cái giống mai đó thì họ sẽ đặt tên cho chính cái tên của cái nghệ nhân lai tạo luôn ha. Đó thì đó là cái cách nghĩa cái từ mai giảo anh em ha. Đó rồi tiếp theo nữa thì tôi cũng giải thích cho các anh em cái từ mai phôi ha. Mai phôi thì cái từ mai phôi này thì cũng được nhiều anh em trên YouTube đã giải thích rồi ha. Đó, giải thích thì nói chung mỗi người có một cái cách giải thích khác nhau.
Tuy nhiên cái cách hiểu thì nó là một nha, một thì có người thì người ta giải thích rất là dễ hiểu, có người thì giải thích nói chung cũng chưa được thuyết phục đối với các một số anh em ha, tùy mỗi người, tùy mỗi người mỗi cách hiểu khác nhau. Đó. Tuy nhiên gom lại một cái chung quy á, là làm sao chúng ta hiểu một cách thống nhất ha, thống nhất. Thì hôm nay tôi cũng sẽ giải thích cặn kẽ, phân tích cặn kẽ các anh em là hiểu như thế nào một gốc mai phôi nha. Đó. Có một số anh em trên YouTube thì giải thích cái cây mai phôi á. Mai phôi thì được hiểu là phôi bào ha. Đó. Phôi để hình thành những cái trứng, cái mầm phôi trong y học đó. Vân vân, đó là cách giải thích của một số anh em trên YouTube ha. Tuy nhiên tôi cũng sẽ giải thích theo cái cách của tôi, giải thích để các anh em hiểu ra ha. Thì cái mai phôi á thì chúng ta hiểu nôm na nó là như một cây nguyên liệu anh em ha. Chúng ta cứ hiểu nó là cây nguyên liệu đi. Đó. Tức là một gốc nó chưa có dáng thế, chưa có hình hài vậy nè. Nó chưa có tàn chi, chưa có dáng thế, chưa có gì hết. Đó. Thì khi chúng ta đem về, chúng ta mới tiến hành ghép. Hoặc chúng ta phân tàn, phân chi cho cây mai. Nếu mà cái trường hợp cái gốc nào mà chưa có, nó không, chúng ta không cần ghép ha. Chúng ta vẫn có thể là tạo tàn chi chính vì cái tính cái chồi từ mọc đường cái cây lên ha. Đó, thì đó là mai nguyên liệu ha, từ cái mai nguyên liệu. Chúng ta đem về, chúng ta ghép, chúng ta tạo chi tàn theo cái ý thích của chúng ta, và chúng ta theo cái dáng thế trong cái lĩnh vực cây cảnh ha. Thì sau quá trình chúng ta tạo dáng, chúng ta ghép, chúng ta tạo cành, tạo chi, sau một thời gian chúng ta hoàn thiện cành chi thì chúng ta sẽ đem ra chợ chúng ta bán, hoặc chúng ta đem trưng bày thì chúng ta gọi cây mai đó là cây mai thành phẩm ha, cây mai thành phẩm đó. Thì đối với một số cây mai á, khi nó thành phẩm rồi nó cũng có thể quay trở lại thành cây mai phôi anh em ha. Nó thành phẩm rồi mà nó có thể là quay trở lại thành cây mai nguyên liệu, chúng ta cứ hiểu là cây mai nguyên liệu ha. Tức là thì cái tết đó, thì tôi đi ra chợ mai tôi chơi ha. Đó, thì cái mai cũng đã tàn chi, cũng đã ngon lành rồi, tàn thông tức là cũng ok rồi ha. Thì đối với những người mà họ chơi bông chơi hoa ngày tết á, thì cái và những người mà đem bán á, thì họ cho rằng cái cây mai nó đã thành phẩm ha. Đó, nhưng mà do tôi không chơi bông mà tôi thích cái gốc thôi. Cái gốc cái hộp gu quá đẹp quá tôi thích nên tôi đem về ha. Bắt đầu tôi phá thế, tôi cưa ngang về, tôi không thích, tôi ghép cái giống đẹp hơn và tôi tạo nó thành một cái dáng thế khác. Thì khi tôi cưa ngang đó thì trở về một cây mai phôi ban đầu ha, trở về mai phôi tôi tiếp tục tạo chi tàn cho nó thành cái dáng thế theo cái ý của tôi. Đó, thì lúc đó nó sẽ trở thành lại một cái mai phôi ha. Đó, chúng ta hiểu nôm na nó là như vậy, là cái mai nguyên liệu chưa thành hình thành hài gì hết, chúng ta về chúng ta chế biến nó lại, vẽ thêm màu, thêm mè cho nó, thêm lông, thêm cánh, rồi thêm đầy đủ chi tàn cho nó ha. Khi nó hoàn thiện, nó hoàn chỉnh đâu đem bán hoặc là đem trưng bày á, thì chúng ta gọi cái mai thành phẩm ha, thành phẩm. Đó là cách giải thích của tôi ha về cây mai phôi. Đó. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ giải thích cho các anh em hiểu là gốc bứng ha, gốc bứng và gốc nhớt. Đó. Và so sánh liệu gốc bứng và gốc nhớt thì gốc nào nó sẽ khỏe hơn. Thì trước tiên là gốc bứng anh em ha. Gốc bứng là chúng ta hiểu là một cái mai mà ngoài tự nhiên nha, ngoài rừng, ngoài rẫy ha. Đó, ngoài trồng ngoài đất chúng ta đào lên, chúng ta đem vào chậu chúng ta trồng, giống như cây mai này nè. Về một mặt chúng ta có thể hiểu cây này là cây mai phôi ha, hay là cây mai nguyên liệu này chưa thành hình hình hài, đang trong quá trình tạo dáng nè, cây mai phôi ha. Và mà đồng nghĩa với cái việc là nó cũng là một cây mai gốc bứng nè, tức là tôi đã bứng ngoài từ ngoài đất vô nè, bầu đất nè, chuẩn bị vô chậu ha.
đó, đó là cây mai gốc bứng ha, đó này gốc bứng, đó, bứng từ ngoài đất, từ, có thể là ở ngoài rừng, ngoài rẫy, chúng ta đào, tôi đào về, hoặc cũng có thể là một từ một cây mai con, tôi đem tôi trồng xuống đất một thời gian xong rồi tôi lại bứng vào chậu, đó là chúng ta hiểu là cây gốc bứng ha. À, còn chúng ta hiểu như thế nào là cây gốc nhớt, gốc nhớt ha. Thì cái gốc nhớt anh em, cái gốc nhớt thì chúng ta hiểu đó là một cái gốc, là một cái cây mà chúng ta gieo từ hạt ha, gieo từ hạt. À, chúng ta trồng từ nhỏ đến lớn, trồng từ nhỏ đến lớn ở trong bầu đất rồi ha, hoặc trong chậu vân vân, trong chậu trong gì đó. Nói chung là chúng ta ương từ hạt, chúng ta trồng từ nhỏ, từ nhỏ trong bịch, trong chậu. Rồi chúng ta chăm phân, chăm thuốc từ nhỏ ha, xịt thuốc dưỡng từ nhỏ vân vân, đó chính là gốc gốc nhớt ha. Thì giữa ưu điểm của cái thằng sự mạnh á, giữa cái cây gốc phôi á, xin lỗi, giữa gốc bứng và gốc nhớt á, thì gốc nào mạnh hơn ha, thì chúng ta hiểu ha. Cái cây gốc bứng thì nó là ngoài thiên nhiên rồi, cái rễ nó rất là khỏe ha. Đương nhiên cái cây gốc gốc bứng nó luôn luôn khỏe hơn cây gốc nhớt ha. Thì giống như con gà vậy anh em, giống như gà thôi, con gà rừng ha, rừng nó ngoài thiên nhiên rồi, nó chống chọi được với cái thời tiết khắc nghiệt nè, cái thời thiên nhiên nè, nó tự đi tìm tòi thức ăn nó ăn ha. Đó. Thì con gà rừng nó luôn luôn nó khỏe hơn là con gà chúng ta nuôi thường chủng ở nhà ha. Từ trứng nở lên ấp vô lò ấp, ấp xong đem ra ủ, ủ cho ăn cám, thấy không, thì nó phát cho nó lớn. Thì cái con gà đó nó luôn luôn nó yếu hơn con gà rừng anh em ha. Gà rừng hoặc con gà mà gà ta anh em ha, gà ta chúng ta thả ngoài rẫy ngoài rồi cho nó chống chọi với thiên nhiên á, tự tìm thức ăn ăn á, thì những con gà đó nó luôn luôn khỏe hơn và nó chắc hơn là cái con gà chúng ta nuôi trong từ nhỏ, ủ từ nhỏ ha. Đó, nó cũng giống như cây mai vậy anh em. Cái mai mà nếu trường hợp chúng ta gieo hột cũng được, nhưng mà sau khi nó lên khỏe rồi chúng ta đem ra đất chúng ta trồng, trồng một thời gian, trồng một thời gian 3, 4, 5, 7, 50 năm gì đó, xong rồi tôi đào về bỏ vô chậu tôi trồng, thì những cây mai đó rất là khỏe ha. Hoặc cái mai ở rừng ở rẫy mọc hoang vậy đó, thì tôi đào về nó đem vô chậu trồng thì những cái mai nó rất là khỏe ha. Bởi vì cái rễ của nó, cái rễ nó là ngoài thiên nhiên ha, nó tự tìm tòi, nó vươn xa để nó tìm cái chất dinh dưỡng ha. Cái rễ nó rất là khỏe, phát triển rất là mạnh. Thường thì những cây gốc bứng nó luôn luôn khỏe và phát triển mạnh mẽ hơn cái cây mai gốc nhớt ha, và tuổi thọ nó cũng cao hơn cái cây mai gốc nhớt đó. Thì trong video này tôi đã sẽ phân tích, tôi đã phân tích cùng anh em ha, về giải thích các cái cụm từ để anh em hiểu. Một lần nữa thì các anh em xem thì hãy nhớ đăng ký, bấm đăng ký ha, ủng hộ kênh Mọi Tinh Thần, và cũng như là nhớ nhúng vào cái nút chuông nha, để kịp thời đón theo dõi những video tiếp theo. Điện thoại chúng ta nó tự báo thôi. Rồi, một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.